Number one, where will be the appetizer served? Look into that the appetizer will be served in the green Okay. room. Vâng. At bổ sung Dạ. thêm thông tin mấy À, at 7 o'clock. giờ? 7 Dạ vâng. o'clock, 7 p.m. Chỗ này đọc là serve. Served. Không có vịt nha. Served. Served. Không. Served. Served. À, lại nào. Serve. Server. Rồi cái chữ V mình không đọc chữ V được, mình đọc như vậy Server. nè. Server. Serve. Tức là serve. Server. Serve. Rồi mới là served. 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 Bật chữ đi nào. Served. Served. Serve. Serve. Hồi nãy mình nói là nó win win á, giờ mình kéo thêm một chút nữa là seven pm. À, rồi nói một câu nào. Nói một câu là gì? I hope you like it. Tôi hy vọng là bạn sẽ thích, hoặc là giờ I hope I hope you like you. Ví dụ là you will, còn không mình nói không được, tắt thì mình nói you will, hoặc là không có will cũng được luôn. You like it. Hoặc là enjoy. it. Enjoy it. Huh. Rồi mình xuống giọng nhé. Like it, enjoy it, enjoy it. Enjoy Enjoy it. it. Number Dạ vâng. two. Will there be dancing immediately following dinner? I'm not certain. Let me check that for you. I'm really sorry that there will not be dancing immediately following dinner. After dinner, there will be awards ceremony at the PM before the dancing begin at the 10 PM. Đọc cho có từ này. Ceremony. Ceremony. No, no. Ceremony. Nhớ âm một. Dạ vâng. Ceremony. Không có mớ là mơ thôi nhé. À mơ mơ ceremony. Money. Ceremony. Ceremony. Cái chỗ này mình lên giọng tí đi nhé. Ceremony. 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 Ở đây nghe nè. Ceremony. 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 Okay, again. Ceremony. Ceremony. Okay. Last one. Will there be any speakers during the banquet? Of course, I will find that information for you. Wait me a minute. There will be two speakers. Peter Harris will give a welcome speech at 9 p.m. and after coming screen receive the closing speech at 11 p.m. So speakers, what does it Dạ, cái nói cái bài phát biểu. mean? Người phát biểu. Đúng rồi, người phát biểu. Ví dụ như cái dàn nhạc sóng thì cái speaker nó mang nghĩa là cái loa. Còn cái đây là trong cái bài phát biểu thì speaker nó lại mang nghĩa là người Diễn phát giả biểu. Đúng rồi, diễn giả. Diễn giả. Thì chỗ này em có thứ nhất là Peter Harris và Arthur Cummings, nhưng mà còn thiếu rồi. Rose Smith nữa. Presentation.
Ừ. Presentation of Award. Sorry, không phải. Cái này là trao giải cho người này. À, Vâng. rồi. Nói lại cho cô chút nữa đi, cô thêm cái em nói lại cái câu nãy. Dạ vâng, em nói lại nhé. Thì Dạ. win B2 speaker Peter Harris win the welcome speech at 9 p.m. and Cummings win the closing speech at 11 p.m. Kiểu hai diễn giả, một người thì phát biểu lúc 9 Cái giờ này và thì một sao, người dạ cái này sao mình không dùng tới, gọi là cái này là tên của tổ chức hay là tên của chức vụ? cái ôi cái đấy nó giống như kiểu là tổng president, như kiểu là chủ tịch hay Chủ tổng tịch, thống. đúng rồi, chủ tịch, còn secretary là thư ký, vậy thì đây là cái chức vụ của họ. Vâng. Vậy thì em chỉ cần nói cho cô là gì? À, một đó, em sẽ nói là cho nên là association ví dụ anh ha, who is anh, còn không thì mình nói sẵn luôn là anh, tức là ngoài cái việc là cái người đó xong giải thích là who is thì trở nên mình không cần phải dùng who is nữa ha. À, đó, Peter Harris, an association membership secretary and the closing speech by tức là câu này là by là bởi người nào đó, rồi chỗ này lại là an association president at thì đúng rồi at, nhưng mà chỗ này là lúc 9 giờ rồi, ok lúc 9 giờ để đây là lúc 11 giờ rồi. Em có nói là there are two speakers during the banquet. Rồi, mình sẽ nói nè. One is Peter Harris, cái người đó. Rồi, cái người đó nhiệm vụ của họ là gì? Dùng cho câu từ for welcome speech. For tức là cái người đó xuất hiện là vì cái mục đích gì? Một là for cộng với cái tên của cái mục mà họ dẫn. Còn cách thứ hai thì em sẽ nói là cái người đó nha. Rồi, rồi ví dụ như cái người đó one is Dũng đi ha, rồi for welcome speech. Cách thứ hai nè, cách thứ hai nè, one is Linh thì hồi nãy là dùng for rồi, cái thứ hai dùng cho cô động từ là present, nhưng mà ở đây là nó đã có động từ chính là is rồi, vậy cho nên mình dùng lượt mệnh đề là presenting nhé. Closing speech thì cái từ speech đếm được không? Speaker không đến được. Đếm được. Ô. Tại sao? Tại vì em có nhìn thấy từ speeches bao giờ chưa? Bài phát biểu. Nó mang nghĩa là bài phát biểu thì chỗ này sẽ dùng được, dùng dùng chữ ờ vào. Ha. Bây giờ nói Một lại lần thứ ba, nhưng mà em sẽ dùng cho cô là tại vì năm mình cái chủ thể của mình là từ speaker. Còn nếu em vâng. dùng từ welcome speech thì em phải nói là được trình bày hoặc là deliver ví dụ như là a welcome speech is delivered by cộng với tên của cái người đó, rồi an association nhưng cái cấu trúc của cái câu này á, tức là nghĩa thì nó không sai, cấu trúc của câu này là câu bị động thì nó nhấn mạnh về cái anh chủ ngữ này, câu này là người này hỏi người speaker, em nói cách nào cũng được hết. Có hai two speakers, một là em nói câu này nhé ha, như này có tới hai người thì dùng cho cô hai cấu trúc. Một nè, a welcome speech at 9 p.m. is delivered by Peter Harris, who is an association membership secretary. Rồi, nếu mà dùng cấu trúc dưới thì chỉ là another. Rồi, another is Arthur Cummings. Rồi, who is gì gì đó. For a closing speech. Rồi, hai người dùng hai cấu trúc khác nhau nhé. Rồi nói lại cho con. Nói lại lần nữa nha. Cô ý, em vẫn chưa hiểu lắm của ý là cô bảo là cái cách mà từ nãy em nói là em liệt kê ra là hai đúng không? Nó Nhưng mà không có sai, nó không có sai, nó thiếu
Nói thêm, À, nói kiểu 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 ý ý của cô là muốn đưa em là à quên, muốn đưa thêm vào là cái chức vụ của họ đúng không cô? đúng rồi, đưa chức À vụ vâng. vào. Thế Và thì à... hồi nãy em nói là welcome sweet Peter Harris, em có dùng từ nào không? Em có dùng từ nào để nối hai cái từ này lại với nhau không? cái đấy cô, cái đấy thì em có dùng là kiểu và từ en thôi, em dùng mỗi từ en thôi. Tức là em nói gì? Welcome speech Peter Harris đúng không? À, 9 p.m. Phải nói câu đó Vâng. không? À, thứ nhất At là 9 p.m. vâng, đúng rồi. welcome speech phải là is delivered. Mình nói thành câu mà. Họ đưa thông tin là cụm nhưng mà mình phải nói là câu là Peter Harris. Còn nếu như em muốn nói theo kiểu vắn tắt thì chữ is delivered sẽ được rút gọn. Thì lúc này vẫn không phải có từ gì? Từ by. Ha, sau đó là gắn cái chức vụ của ổng vô là in. Được chưa? À, thế Rồi có mình nghĩa là em sẽ nói sẽ là cái gì nhỉ? Welcome speech by deliver By by Peter Harris. Harris ân là association membership secretary Secretary. and xong mình sẽ dùng lại từ nối là and a welcome speech deliver by gì nhỉ? By Arthur Cummings, Associate Prison Đúng rồi. President. Đúng rồi, tức là nó không có sai, dùng theo cấu trúc này. Nhưng mà cô muốn em làm thêm bước nữa, đó là Ấn nào giờ phải đúng rồi, đúng rồi. không? Vâng. Tức là một là em dùng hai câu này giống y chang nhau ngữ pháp. Còn không thì em sẽ nói thay cái cấu trúc thứ hai. Đó chính là gì? À. Another Another speak. author đúng không? Đúng rồi, E đúng rồi. I Another is, tức là ở trên thì dùng cái cấu trúc is deliver. Mình dùng ở dưới giống lại cũng không sao, nhưng mà kiểu mình muốn cho họ thấy là mình có nhiều cấu trúc khác á, hiểu không? à nha, dạ Mình vâng. dùng cấu trúc đa dạng. Rồi nói lại cho cô nè. Another coming Rồi coming em nói bây giờ em nói lại lần cuối nhé. Nói cho cô luôn cái vé mà em giới thiệu đầu với đuôi vô luôn. À, dạ vâng. Cái gì mà để À, tôi tìm kiếm thông tin rồi rồi nói dạ vâng. lại. Of course. Will there, cô hỏi nhé, Vâng. will there be any speakers during the banquet? Of course. I will file that information for you. With me a minute. There will be two speaker. Welcome. À thế nếu thế nói thế cũng không hợp lắm nhỉ. Welcome speech delivered by Peter Harris and association membership secretary Arthur Cummings who association president for closing Rồi hồi nãy em nói là không được là do gì? Lúc đó mình đang nói hai speaker tự nhiên. Cái có chỗ này mình nói. nghĩa là bây À giờ mình mình đang nói. nói là À, there two will speaker be đúng không? two và Đó. speaker xong tự nhiên em lại nói là welcome speech nghe nó Nó không hợp hơi lý lắm. kỳ, nó hơi kỳ là đang vâng nói về speaker xong mình nói câu này. Rồi vâng mình đúng có rồi thể cô, bởi chơi bởi vì chế mình tí đang á. nói là vâng đúng rồi Mình the nói first phải không cô? À giờ firstly, the firstly firstly cũng đúng được. không? Rồi rồi. Secondly, secondly. À, còn không em dùng cho cô cấu trúc này nè. Một người là Dũng, người là Linh. Dạ. Tức là nó À không, đúng rồi. cái câu của em không có gì sai hết. Một khi em đã trả lời đúng thông tin rồi thì mình sẽ nâng cấp lên là mình dùng cấu trúc cho nó, tức là mình thay đổi nó và mình hợp lý hóa nó lên. Rồi đọc lại cho cô từ này nè. Asian Association. Association Đúng rồi. Membership. Membership Secretary. Secretary Garage nhé. Secretary. Secretary Ok. Association President.
Association President. 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 Ok. Câu của Ui, em với cái Linh hả? câu President cũng là có mang nghĩa là tổng thống đúng không cô? Có, nhưng mà cái này là tổng thống đó, chị nói về chính trị thôi. Còn em đang nói về công ty thì chị có mang nghĩa là chủ tịch thôi. Dạ vâng. Bây giờ nước Việt Nam thì là ông chủ tịch nước thì vẫn là ông president. Vâng. Công ty cũng là president, tổng thống đó chị trình cho cái nước, cái gì gọi là Mỹ hả? Đế quốc Mỹ hả? Tổng Vâng thống vâng đúng. Putin. Mấy cái nước đó là theo cái chỗ đại diện thì cô cũng không biết nữa. Nếu mà cái nước đó thì lại gọi là tổng thống. Còn nước mình thì chủ tịch. Còn mình đi theo tổ ích thì chỉ toàn là chủ tịch thôi. Tức là em với Linh trả lời không có sai, mà khi đã trả lời đúng cái phần đó ở nhà rồi thì cô sẽ chỉnh cho mình làm quen với việc thay đổi cấu trúc. Cái gì nó cũng phải tập, giờ cô không cho em tập, tới khi cô bắt em đùng cái đổi cấu trúc cho cô thì nó sẽ không có quen. À, rồi phần tiếp theo nhé. Ừ. Rồi đọc Dạ cho vâng. cô nè. Sunny vibes. Dạ. Sunny Sunny, vibes. sunny by vibe, vibe. DJ Pose. Easy pose. The jazz cast. Georgia cast. Jazz, jazz, Yeah, dạ. jazz. À, the jazz. Có cả S, có Z ở giữa cuối câu. A jazz cast. Georgia cast. Jar thêm S thêm Z vào. Jazz. Jars, jars. Jazz. Ừ. Jazz. The Rocking Stones. The Rocking Stone. Seltzer Heat. Seltzer Groove Society. Heat. Crew Society. Moonlight Symphony. Moonlight Symphony. 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 À, mình phải đọc luyện luyện shadow để nó có mấy cái tên tiếng Anh ấy. Mình đọc cho quen dần, về sau em nhìn vô đi thì bí quá, nhưng mà mình vẫn có một kiểu là mình đọc quen rồi mình nhớ cái âm đó sẽ đọc như thế nào. À, symphony là bản giao hưởng ha, ví dụ như của ông Beethoven gì đó. À, symphony, Symphony. 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 Ok. Indie folk. Info. Indie folk. 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 Bật chữ chữ K. Indie Folk. 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 Ok. Electronic dance. Electronic. Electronic dance. Electronic. Dance. Dance. Thêm Dance. S. Dance. Dance. Jars. Jars. Cho. Jars. Cho. Jazz. À, chơi. Jars. Cái âm, Jazz. tức là, để con chính. À, jazz. À, âm A ngắn. Rồi, jazz. 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 Khi cô lại nghe thành âm, Jazz. cô lại đọc nhầm nên âm A dài. Jazz, jazz. Jazz. Classic rock. Classic. Rock. Classic, class ha, classic. 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 Classic rock. Classic. Rock. 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 Latin salsa. Latin Celsius. Jazz. Jazz. Classical crossover. Classical crossover. 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 Ok. Rồi. Bây giờ là cô sẽ đóng vài cái máy, em cứ trả lời, cô hỏi em trả lời, cô hỏi em trả lời. Rồi sau đó cô mới sửa bài sau nhé. Được chưa Dạ nào? vâng. Ok. Hello, my name is Sandra Draymond. And I heard about a music festival that will be held in October. Before I buy tickets to the event, I would like to check some details regarding the schedule. Could you please answer a few questions for me? When will the festival take place and what time will it start and end? The Summer Sound Music Festival will take place on Saturday, October 30
30th at the Harmony Hill Park, the festival will start at 2 p.m. and end 10 p.m. I heard that if I purchase tickets early, it will be only $30. Is that correct? I'm not certain. Let me check that for you. I'm really sorry that the early bus special tickets price is $40, available from October 1 to October 5. The regular tickets price is 60 on site. I really love listening to jazz. Could you tell me about the sessions that would interest someone like me? Of course, I will find that information for you. With me a minute. There are two jazz session that's the main interest for you. Interest you. 5 p.m. to 6 p.m. The jazz cast. Jazz piano. 8 p.m. to 9 p.m. group Grover's Society. Kết thúc còn câu kết thúc là gì? Kết thúc. That's Tôi all. nói xong rồi. Không, nói câu là hy vọng thông tin này sẽ giúp được cho bạn, nói À, sao? hope 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 you hope hope you like it. Like là mình thích, mình Enjoy ăn, it. mình thì đúng là enjoy, nhưng mà họ có nói họ mua đâu, đúng không? Rồi mình nói phù hợp làm nè, tôi hy vọng À, thông tin quên này quên. giúp ích cho Hy bạn hy nè. vọng là hope 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 you gì nhỉ? Nè, Info nó đây nè, tôi hy vọng, information à nó là suitable. tôi đây đây Dạ. đây I tôi hope không được dịch cái câu này cho con nè. Tôi hy Dạ vọng thông tin này, tôi hy vọng bạn sẽ cảm thấy thông tin này hữu ích nè. Đã. hope that information thấy Nào, I nói theo câu của hope em đi. Em nói theo câu em đi, không nhất thiết phải dịch y chang nhé. Rồi, I hope that. thì ngày mai em nói câu tự em nói nhé. Đúng, I đúng. Ừ, nói đi. hope that my information comfortable for you. Chỗ này không phải là Comfort comfortable, dùng cho cô từ useful to you nhé. as useful for To you. you, hoặc là Do I hope that, my information, hoặc là the, mình muốn kéo cái nè, the information I just gave, tôi vừa mới đưa ra đó, is useful to you. Còn cái vé mà I just gave không nói được cũng không sao, bỏ. Rồi cách thứ ba nè, tôi hy vọng bạn thấy thông tin này hữu ích nha. I hope that you hoặc là you will find, you will find the information, hoặc là you will find it useful. Useful, find cộng với tân ngữ cộng với tính từ nhé, là cảm thấy. Find cộng với danh từ cộng với tính từ là cảm thấy nó như thế nào. Rồi cô nhận xét nè, cái phần mở của con số 2, phần mở của con số 2 tốt nè. Rồi cái phần giải thích cũng hợp lý luôn. Là xong phần này nha. Cái phần này là phải đợi cô nhắc cái chỗ đây. Là mình quên kết thúc rồi. Là mình lúc nào cũng phải chuẩn bị cái câu kết hết. Lỡ nó còn 2 giây mình nhảy được câu này thì càng tốt. Còn không có thì thôi. Nha. Tức là nhiều khi cái thông tin đó em tìm không ra, em nói được có một hai ý thôi, mình vẫn có cái câu tủ mình đưa vô. Cái phần này chưa có phần mở. Dạ Thế phần mở mình nói sao? Could you please answer a few questions for me? Đầu tiên chào họ nói sao? cô Có ơi, cho con hả? cái câu đấy nếu nếu thế em sẽ nói bắt chước cái câu giống như trước đúng không cô? Nếu như kiểu give me just a minute to look in
thu giác sơ ấy. Đầu tiên là mình trân trọng tí á. Đầu tiên họ hỏi là bạn có thể trả lời cho tôi về công ty hay không. Bây giờ mình sẽ trả lời nè. Xin chào nha. Xin chào. Tôi gọi điện về thông tin mà bạn đã yêu cầu. Và tôi rất vui khi mà hỗ trợ bạn. Nói sao? Cô Hello. nói này, cô nói lại này, Xin chào. tôi Tôi xin gọi chào. điện. Tôi gọi điện để phản hồi nhé nè. Cái cụm này luôn nè. I'm calling nè, để phản hồi nè, in response, in response to, do câu hỏi của bạn nè, câu hỏi của bạn, coi của... Answer. response là phản hồi, nó thay cho từ answer, I'm calling in response to your, câu hỏi của bạn là Question. your question, còn không thì dùng là request, yêu cầu của bạn, hoặc là inquiry, inquiry cho từ lỡ vài bữa nó ra nó bảo tìm từ đồng nghĩa mình còn biết nhé. Mình ra vi nè, tôi rất vui khi hỗ trợ bạn nói sao an Happy. to hỗ trợ Hỗ trợ. assist Assistant. assist thôi động từ. Assist thôi. Vâng. I'm happy to assist. Rồi sau đó mình mới trả lời cái câu nãy của em. Được chưa? Làm lại câu 1 cho cô nè. Hello, I am calling response to your question. I'm happy to assist. Give me just a minute to look in. Cái đấy em bỏ. Cái đó phải bỏ đi, cái chỗ Vâng, mà vâng. The summer sound of music festival will take place on Saturday, October. cho Có luôn gì? Dạ. harmony Harmony Hill Park. Vâng. tiếp cũng Harmony cái sao nữa. Dạ It vâng, will start. the festival will start at 2 p.m. and 10 p.m. Okay. Rồi, không có gì sai nữa nha. Bây giờ cô bắt đầu thêm cho em nè. Cái chỗ mà Hills Park là cô không nói tới nữa. Will take place thay cho cô từ happen hoặc từ occur. Có nghĩa là lặp lại từ đó càng tốt. Khi mà mình không biết phải làm sao, nhưng nếu mình có từ thay thế thì lại càng tốt hơn. Nếu như lúc đó đầu óc của mình có thêm từ đồng nghĩa thì mình cố gắng thay từ đồng nghĩa, còn mình không chắc thì thôi cứ nói bình thường nhé. Tức là cái mức độ mà thay từ đồng nghĩa là mức độ B2 trở lên, mình thay được thì càng tốt. To happen chỗ nè, store và end thay cho cô từ store nè, Begin. be begin thay cho cô từ end, Finish. finish bật s ra, Finish. finish Finish. finish. Rồi bây giờ mình thêm một cụm nữa nhé. Nó được sắp xếp sẽ bắt đầu, cho nên là will be ha. Nó được sắp xếp nè. It is scheduled. Well. Till. Vâng. Được chưa? It is scheduled. Scheduled. Còn đọc nhanh nè. It is scheduled to begin at and end at. Được chưa? Rồi. Bây giờ mình muốn nói là gì? Cùng một ngày luôn. In the same day, trong cùng một ngày, Vâng. trong cùng một ngày. Rồi rồi phần nói nhé, đó là câu Dạ số 1. Có nâu lại trong vở không? dạ có. Cái phần mà em làm cho cô là trên Zalo, mà phải chịu khó làm cho cô thêm một việc nữa là ngồi viết ra giấy để cho mình nhớ từ nha. Ở lúc Dạ mà cô bảo sửa, mình lấy cây bút mình sửa cũng nhanh, cũng mình đánh cái dấu đỏ lên chỗ đó, về nhà mình bật video lại mấy ngày trong tuần mình rảnh á, mình bật video lại mình xem lại lần nữa, đâu phải cô nói xong là em nhớ liền đâu. Rồi Dạ vâng. cái chỗ mà em nói chỉ có 30 nhưng thực ra nó là 40 á, đọc lại từ này coi. Special. Special. Tiếp nè. October, October. the first, The first. ngày một chứ phải là one, nó one là một cái, the first được chưa? To the
fits. Google Fit. À, rồi hồi nãy em dùng từ available đó, hợp lý. Nhưng mà available ha. Available from October the 1st to the 5th. Đó, là xong chỗ này. Nhà em còn có nói tới 60 chỗ này là em muốn làm mở rộng là ưu đãi cỡ nào đó. Giờ Dạ dùng cho vâng. cô từ while rồi nhé. Trong khi Ok. nhá, À, trong trong khi khi nè, while. regular ticket price. Đúng Nó không? không cho em từ regular nên em không được dùng từ regular. À, thế thì Tại em sẽ vì dạ vâng. em sẽ nói là on-site ticket luôn. Em biết từ on-site là gì không? On-site là tại chỗ. Đúng rồi, là mình đi tới đó mình mua á, mình tới đó mình mua ngày đó, tại vì nó nói là early bird special, có nghĩa là early bird là gì biết không? Không biết Early hả? sớm. Bird bird là con chim mà, Vâng. mấy con chim mà thường, ví dụ em là thuộc kiểu người sống về đêm ấy, em là night owl. Night owl là mấy con cú đêm ấy, mình hay thức tới 12 giờ 1 giờ đó. Tức là Còn con những chim người sớm. mà thường hay, đúng rồi, những con chim, tức là những người mà người ta hay thức dậy vào buổi sáng, người ta làm việc á mà sáng sớm á, mình là thuộc cú đêm, nhưng mà có những người là 4 5 giờ là dậy rồi, ông bà mình nó sẽ là early bird. Thì là early bird special có nghĩa là cái giá ưu đãi dành cho những người đặt vé sớm. À, early bird, tại này em có thấy từ early. Early bird special is thật ra là actually $40. À, có cộng thêm cái từ available hợp lý. Available from the first October the 1st to the 5th. Rồi, mình nhấn mạnh sự tương phản nhé. Ha, while an on-site ticket is $60. $60 Đó, sự nhiều nha. Âm o nhé. đô Dollars. Không có đô nha, không có đô nha. đô Dollars. 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 Rồi. đô Ok, cái chỗ nhạc jazz. Cô nói là em không có sai nha, cô chỉ bổ sung để nâng cái điểm của mình lên thôi. Từ vâng. jazz. Cái từ jazz này em nói cái câu đó lại cho cô cái chỗ hai coi. Cái câu số mấy ở cô số 3 Số 3. Nói cho cô cái câu á? mà có số 2 đó, hai session á, two sessions. Rồi nói lại cái câu đó thôi, một câu đó thôi. Nó là câu đó nè, hồi nãy nói gì nói lại coi. Đâu câu đấy em nói à, nghĩa là em nói là there are two jazz sessions that may interest Rồi, đọc lại nào. Interest. interest Trust, cong lưỡi bật chữ tr ra chữ tr nè. Interest. Trust. Inter. Chưa, chưa đủ, chưa đủ. Cái tre trăm đốt á. Trờ, trờ, trờ. Trờ, Inter. trờ, trờ. Ừ, bật S Inter. à. Inter. Interest. Inter. Bật S nữa nè. Interest. Inter. Inter. Interest you. Rồi nói âm nè, Inter. một là interest Inter. you, còn đọc nhanh nó sẽ là interest you, interest Inter. Intro chill intro you. chill Thiếu S rồi, đọc lại coi, interest intro chill you. Thiếu S nữa rồi, đọc lại. intro intro chill Đây đây em đây. để phát thôi Không. sao Không, đọc lại nè, đọc từ từ thôi. Interest. intro Interest. intro intro S, S, S. Interest. Interest. Đây này. Interest. Interest. Intro Interest. à. S yo. Interest you. Interest you. Interest you. Hoặc là đọc từ từ ra. Em đọc từ từ quen đi rồi nó sẽ nói interest you. Interest Interest you. you. Thiếu S. Interest you. Đây Interest đây, cô viết you. lại nè. Interest. À, interest. Interest. Chill. Interest à, interest you. Ok, interest you. Interest 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 you. you. Ok, interest Intro you. you. Rồi. Rồi cái chỗ mà một nhé, nói cho cô nào. One is nhé. One is ha. Một là another is. Còn không nói cho coi nè. The first is và the Second E. the A. second A is. không E. Rồi, nói âm nè. One is.
Hoặc là Con one is cũng được luôn. One, tại vì em đọc ngắt cái từ đó rồi. One is, another is. Lại nào, one is. One is. Another is. Another is. The With. first is. The With first is. first T. The second is. The second is. Còn không phải đọc rõ luôn nè. The first is. The second is. Được chưa? Cái nào cũng được hết. Người ta đâu có cấm em đọc chậm đâu. Nhưng mà chẳng qua là mình có thời gian giới hạn. Mà lỡ câu đó mình ngắn thì mình đọc cho đúng từng âm đã. Đọc từng âm cho đúng nè. The first G. The second G. Yeah. Rồi. The jazz cast. Rồi. From. Ha. From 5 to 6. Được chưa? Rồi. The second is between. And. Được chưa? Rồi. Trả lời lại câu hồi nãy của em, cộng thêm cái cổ cô là the first, the second, bao gồm là cả phần chờ Thế tôi gì đó đó. Rồi, nói lại rồi, câu cuối này. Of course, I will find information for you with me a minister to session session that my interest in instruct you the first e The first is the jazz cast from 5 p.m. to 6 p.m. The second is Rover Society between 8 p.m. and 9 p.m. Cái này em thấy hơi vô lý. Giữa 8 giờ. Hả? Ôi, Sao em? Hả? cái Sao? câu the second ấy em thấy nó hơi có vấn đề của, Tại sao? bởi vì cô bảo là có phải là giờ thứ hai là giữa mấy giờ, giữa cái đấy thì mình sẽ phải điền cái gì được không? Là từ 8 tới 9 giờ đó Đấy là ơi, nó luôn, nhưng mà có phải là nó luôn đó. vâng, em cũng điền đấy, nhưng mà em sau khi em nói ra em thấy nó hơi vô lý. Ví Ví dụ nha, dụ Dũng đứng giữa, from tức là Dũng đứng giữa bạn A và bạn B thì vẫn là between and, từ ngày này tới ngày kia vẫn dùng được between and, hiểu thì không? đúng, giữa thì nó có được bao gồm là 8 giờ đâu. Không phải, between and ở đây bằng nghĩa với from to, thì nó nói về thời gian, hiểu không? Ví dụ mình học từ 9 giờ 30 tới bao nhiêu, 11 giờ, nói Vâng. sao? From From 9, half past 9 to 11 p.m. p.m. Thì lúc này cũng bằng luôn between. and 11 p.m. Được chưa? Between 9:30 to, and 11 p.m. Còn em nói cái số là đứng giữa á. Cái số nào mà nên đứng giữa cái số nào á, là nói về cái vị trí khác nữa. Ví dụ như là cái bưu điện nó nằm giữa cái trường và cái siêu thị, thì đúng là cái là đó nó nằm giữa. Còn này là thời gian thì dùng được cả hai. Được chưa? Rồi. Vâng. Đọc lại từ này nè. Says. Test. Bỏ S ra. Sessions. Session, Chữ S đọc nhẹ thôi. Chữ S đọc cong lưỡi lên. Sessions. session. Sessions. Session. Sessions. 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 Nãy đọc lại vẫn thiếu cái đoạn hy vọng nữa nè. Thấy Session. chưa? Đấy. My Cái I câu của em với test. Linh gửi cho cô ấy, thì cô có đọc qua rồi. Cô không có phàn nàn gì cả. Nhưng mà sao? Ví dụ mình làm được 5 điểm thì cô phải sửa cho mình lên 6, đúng không? Mình làm được 6 thì cô phải sửa cho mình lên 7 đó. Mình làm được 5 điểm mình đứng rất ngoài thì cũng đâu có được. Thì lúc này mình sẽ bắt đầu thay đổi dần lên. Được chưa? Rồi, nãy giờ có nhớ là được sửa gì chưa? Có nhớ là cô bảo là phần kết thì là mình sẽ phải thêm như nào, với lại thứ hai nữa chứ nhỉ, sau mấy cái phần mà thời gian thì mình như nào, hoặc là cái từ mấy cái
Nó không chỉ có nhiêu đó Đúng. đâu. Đề Mấy càng nhiều thì em sẽ học càng nhiều, tại vì cấu trúc thì nó rất là đa dạng. Cũng là thì hiện tại nhưng mà cách nói thì khác nhau. Đọc từ này coi, society. 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 Ví dụ nhá, ví dụ mà mình đi thi mà mình lỡ đọc tên sai, ví dụ tên là sao sở này là tên nên mình không biết, nhưng mà những cái từ này nó có nghĩa, nó có phiên âm mà đọc sai là sẽ bị mất điểm đó. Cho nên đều phải đọc, là phải ráng đọc hết luôn. Rồi. Ủa hôm nay Linh nghỉ luôn hả? À đúng rồi, em quên mất bỏ vô, bạn em bảo là không kịp về. Là bạn Không đang ở kịp. ngoài. Vâng, bạn đang ở ngoài. Bạn đang đưa. Mình làm lại cái phần này một chút nữa đi, rồi cô cho làm thêm cái test mới nhé. Tại vì bây giờ cô dạy cái dạng tiếp theo, hôm sau Linh vô là bị cắt ngang khúc đó. Làm lại từ đầu Dũng à. Dạ vâng. Rồi, cái gì cần thêm thì thêm nha. Đó, em cứ thêm đi, tại vì hiện tại em đang nói chậm cho nên nó mới không đủ giờ thôi. Sau này em nói nhanh thì từ tự dưng nó tự điều chỉnh thôi. Rồi, cô thu cái này lại, phóng cái kia nè. Rồi làm lại nhé, lại từ đầu. Giống như đi thi vậy đó. À từ từ thôi, để em Hả? ngẫm, em cần phải nhớ lại đó. À. Cô dán cái này vào trong nhóm này, lát có gì quên cứ bật cái điện thoại lên nhắc vô nha. Tức là cô không cần em phải là thần thánh mà đụng cái là ngay, đụng cái là ngay, nhưng mà biết ráp cái gì cần ráp là được nhá. Cái gì nó cũng phải có mức độ, cái gì cũng phải từ từ, cô đâu phải thiên tài đụng vô cô biết học liền đâu. Xem từ từ sao ngẫm gì chưa. Hồi nãy trong cái bài của mình á thiếu phần mở đầu cho phần này nè ha. Rồi cái Vâng. phần này á thì là À. chỉnh lại một tí thôi, cái chỗ này nói chỉnh lại một tí thôi, tức là cô cũng có chấm ngữ pháp nhưng mà em sai một chút thì cũng không sao, em đâu phải C2 đâu mà em rồi đúng hết. Rồi tức là ngữ pháp nó sai nhưng mà ở mức độ là chấp nhận được. Chỗ này số 1 với số 5 đọc sao? First, fifth, yeah. Rồi. Rồi còn cái phần này thì chỉnh lại cái khúc dưới thôi. Chỉnh lại cái lúc nãy cô nói phần thứ nhất, phần thứ hai á, rồi mày cộng thêm cái phần là tôi hy vọng gì đó. Rồi xong chưa? À Dạ đọc lại vâng. từ đây nè, đọc lại từ đây nè. Harmony. 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 Cái này mình không có dịch nhưng mà từ này nó có nghĩa nha. Harmony là chắc là cô quên tiếng Việt rồi. Cái gì mà một đống người chung với nhau á, gọi là cô không biết nghĩa tiếng Việt, ấy là cô quên nghĩa rồi. Ví dụ cái kiểu là nhiều người hòa chung với nhau vô một nhịp ấy, gọi là gì ta. Ví dụ cái dàn nhạc sướng giống nhiều người hát chung với nhau, nó gọi là hát mà hát đồng thanh với nhau ấy, nó gọi là harmony. Hoặc là đồng điệu á, đồng điệu với nhau cũng gọi là harmony, tức là cùng nhau ấy. Để cô xem cái nghĩa tiếng Việt là gì đây. Đây nè. Hòa hợp, hòa tấu, nói chung là hòa lại với nhau. Nhiều nghĩa lắm. Ở đây hài hòa nữa. Đấy là ví dụ nguyên một đám mà hát chung với nhau ấy, tiếng của nó đồng thanh với nhau luôn thì cũng gọi là harmony. Ví dụ em có từ sing in harmony là hát đồng thanh á. Hát đồng thanh là sao? Hát đồng Hát thanh. đồng thanh là sao? Tức là ở quê cô nói vậy, tức là hát chung với nhau luôn ấy ha. Hòa hợp. Hòa hợp hoặc là đồng. Nhưng giờ cũng quên ngang cái chữ tiếng gì. Ví dụ mà mấy cái đứa mà nó muốn rồi nó cũng muốn cùng một nhịp với nhau luôn, chứ nó không có bị lộn xộn. Harmony, hòa hợp. Dạ vâng. Để cô xem cái từ tiếng Việt đó, có giai đoạn mà phải học tiếng Anh bằng tiếng Anh ấy, không được dùng tiếng Việt ấy, để cho mình quen với tiếng Anh. Thành ra cô không có nhớ nhiều về nghĩa tiếng Việt. Rồi harmony nhé, Mình harmony
Harmony, âm o dài, harmony. Bên này. Rồi xong chưa? Dạ xong rồi, em Rồi. sẵn sàng, cô cho Rồi em ok. xin cái đoạn mở đầu để em nhìn. Không, em tự mở sao ở đây rồi. À dạ vâng, em tự mở nhé. Xong Em em tự nói. mở trên điện thoại đó, cô Dạ gửi trên vâng, điện được, thoại. được, được ạ. Được ạ. Từ từ xử đi đó. Rồi, cô để Ừ, cô lại dạ em tự vâng, thế xử đi. em xin. Cô hỏi em trả lời chứ, em sao được, đúng Vâng. không? Ừ. Mà đi thi không có được nhìn chữ đâu, đi thi phải luyện nghe để hiểu người ta nói gì nữa. Ok. Hello, my name is Sandra Raymond. I heard about a music festival that will be held in October. Before I buy tickets to the event, I would like to check some details regarding the schedule. Could you please answer a few questions for me? When will the festival take place and what time will it start and end? Hello, I'm calling in response to your question. I'm happy to assist. The summer sound music festival will take place on Saturday, October 15th. At the Harmony Hill Park, the festival will is scheduled to start start 2 p.m. and finish 10 p.m. in the same day. I heard that if I purchase tickets early, it will be only $30. Is that correct? I'm not certain. Let me check that for you. I'm really sorry that the early bus special tickets require $40 available from October 1 to October 5 5 50 50. The regular tickets price $60 on site. I really love listening to jazz. Could you tell me all about the sessions that would interest someone like me? Of course, I will find that information for you with me a minute. There are two jazz sessions that may interest you. The first the jazz cast 5 p.m. to 6 p.m. The second year grower a grower society society between 8 p.m. and 9 p.m. I hope that I hope that my information is useful to you. Yêu xong có yêu nhé. Yêu là giọng người Bắc, nó là âm u. Âm này phiên âm của nó là âm yêu ha. Useful, useful. Lại nào, useful. Rồi nào. Lại sai cái chữ này. Rồi đọc lại cái âm nhé. Interest. Interest in Trật, trật con ngữ là interest. interest. À, Interest. Interest. Interest, 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 lạnh. interest, Rồi. interest. Society, society. Society, 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 society. society, Again. society, society, Society. 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 Đang đập giữa chân mà cái gì nhợ là sao? Đập đập đại đi, bây giờ là quên rồi thì đập chơi qua đi. Ngồi sửa xong rồi hết giờ rồi. Rồi, chỗ này là 30th.
Thế Số thì chia, hồi nãy đọc cái số gì cô quên rồi, nhưng mà không phải số này. thế Đó. thì Rồi, không có cái gì ý nhỏ nha. Không có cái gì à? Rồi, cái từ wait a minute thì cũng được, không có sao cả. Wait a minute là đợi một phút. Mình có thể dùng cụm là wait a second nhé. Wait a second, second là giây, tức là đợi một xíu. Đợi tôi một xíu nha. Hoặc là wait a moment. Wait a moment. Theo kiểu là đợi một xíu, đợi một chút, đợi một lát thôi. Ha. Rồi. Một là minute, nhưng mà chỗ này không cho minute được, nó cho có 30 giây trả lời à, mà minute kiểu gì đó. Dùng cho câu wait a second hoặc là wait a moment. Đợi một. lát Đợi một lát, đợi một xíu, đợi một chút. Đó. Rồi. Bây giờ ôn lại. Đấy, cuối giờ cô cho từ vựng. Về nhà cô giao bài tập đọc. Ngày mai lên đọc. Cô là dance. Sorry. Thêm S luôn cái này ra quả thật quá trời là. Ok. Chàng này chứ. Sao dạo này cô mở bằng Google ấy, xong rồi cái nó cứ bị mờ kiểu này ấy Dũng. dạ Mà cô bị mở làm điện sao thoại này. Té nó mờ đi. Nó tải chưa kịp hay sao ấy. mờ không? Để cô tải trên điện thoại đi, tại vì mà cô gõ nó lâu để cho mình. Rồi ngẫm nghĩ lại từ thứ hai tới chủ nhật đây. Đọc bằng tiếng Anh nè. Đọc bằng Sunday, tiếng Anh nè. Monday. Thì nữa. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Đọc lại nè. Monday. Sunday, Monday, Đọc đi, Tuesday. cô đang tải hình mà. Cứ đọc đi Dạ hình cô vâng, để chép đi lại. Monday, 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 nào là nhấn âm một. Monday, Monday. Tuesday, 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 Tuesday. Wednesday. Thế chữ S không? Dạ, Tuesday, Tuesday. 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 À, lại nè, chật chật chật. Đọc theo con nè, chật chật chật. Tuesday. Tuesday. Tuesday, chật chật chật. Có hơi để ra nữa. Chật chật chật, Tuesday. Tuesday. À, Wednesday. 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 Không có West luôn mà là Wednesday. Wednesday. Wednesday, Wednesday. Wednesday, À, Wednesday. Nghe, Wednesday, nghe. Wednesday. Wednesday. Wednesday, Wednesday. Again. Wednesday. Again. Wednesday, 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 Âm Z nè. Wednesday, Wednesday. Wednesday. Wednesday, Ok, Wednesday. Wednesday. Wednesday, Bà đây ôm đi, được ôm cái âm cho mình. Monday. Monday, Nhấn âm nhé. Monday, Tuesday, Tuesday. Đúng rồi, Tuesday. Tiếp Tuesday, nào. Wednesday. Wednesday. Wednesday, Wednesday. Wednesday, 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 Wednesday. Wednesday. Wednesday, Âm S nào, âm Z nào. Wednesday, Wednesday. Wednesday. Wednesday, Ok. Wednesday, Thursday. Thursday, Thursday. Thursday, Thursday, Friday. Friday. Friday, Friday. Nhớ âm học âm một. Friday. Friday, Friday, Friday. Friday. Friday, Cái chữ A không nên chút cho cô nè. Oi. Friday. Oi. Friday. 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 Saturday. 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 Sunday.
Sunday. Sunday. Sunday. Cái nhắm tôi thì nó nhiều yếu tố, yếu tố đầu tiên nó phải là nhắm đúng âm của từ nữa, nhắm âm của từ trước đi, rồi cái ngữ âm câu rồi từ từ nó ra sao. Rồi qua tháng nè, tháng 1 nè, January. January. January January. tức là January, nhưng mà cái chữ ori cô đọc khá là nhanh, mình đã bị nuốt hết 3 2 phần 3 rồi, mình chỉ còn 1 phần 3 thôi là January. Em có chữ ơ nhé, nhưng mà nó lướt qua chữ ri nó mới ra được âm đó ha. January. January. February. 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 Nó có thể đọc là February, February cũng được luôn. February. February, March. February. March. Ờ, chữ A công nghĩa là R. March. 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 Rồi, April, April, April. April. Rồi, April. April, Rồi, May. May, June. June, Không có June nhá, âm chờ luôn, chờ, chờ. June, June. June, À, July. July, July, July. July, July, âm u nhé, âm u nhé. July, 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 July. July. Okay. Or, con gửi lên or. August. GSMS nào, August. 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 Chữ O nè, không phải là chữ O, mình là chữ O. Or, âm or có dấu hai chấm, August. August. September. 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 October. October. December. 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 Rồi ngày nè, không có 1, 2, 3 đâu nha, ngày nha. Gọi là thứ tự rồi, trong tháng có 30 ngày, cái ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 là ngày thứ tự đó. Đúng Ví dụ tôi có một rồi, coi cái bút nói sao, I have one pen. Được chưa? Để tôi có một cây bút và đây là cây bút đầu tiên của tôi. Đây là cây bút đầu tiên của tôi. This is my first pen. Đây là cây bút đầu tiên trong cuộc đời mà tôi mua được đó. Còn sau này có bao nhiêu cái thì khác, cũng là cái đầu tiên người gọi là ordinal number, là số thứ tự. Được chưa? Về viết lại cái này ngồi luyện á, đọc lại cho cô nào. First, first, second, second, third, third, fourth, fourth. fourth, À, fourth nhé, fourth nè, fourth, fourth, fourth. fourth, À, fifth, fifth, fifth. fifth. Rồi, à, khi mà em gặp khó khăn đọc cái từ nào đó, mình vào cho cô cái kênh này. Nó có một cái đoạn video chỉ đọc đúng một từ rồi, cô lấy ví dụ từ force rồi cô gõ nè, pronunciation nhá. Sau đó nó cho cả đống nè, em sẽ tìm cái đoạn nào mà có cái mặt người ngồi đó đọc. Cô bảo bị thiếu, cô bảo how to pronounce force. Rồi, cái bài này nè dùng ốc English with Colin Dictionary nhé. Cái kênh này nè, Vâng. từ nào nó cũng có được hết. Và vì sao? Họ là người bản ngữ mà, chuẩn hơn cả cô. Cô là giọng Anh Việt. Fourth. Thấy cái miệng bà không? Fourth. Được chưa? Fourth. Thấy chữ thơ không? Lại nào, lại nào. Fourth. 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 À, không phải là four nhá, mà là fourth nữa. Cái What? lưỡi đó, cái lưỡi cái chị này chị đọc đó, fourth. Fourth. Được chưa? Fourth. Rồi, âm nào mà Oh. mình cảm giác mình đọc hoài mà nó không ra. Hey everyone, Jennifer from Charles Speech with your question. Rồi, âm nào mà mình thấy đọc hoài mà không ra thì bật cái video lên, nhìn cái miệng của họ. À, rồi, English with Colin Dictionary đó. Tiếp nha, six.
6, 7 nè, thấy không? Đọc bình thường Ừ. bật chữ TH lên thôi. Rồi quay lại tới ngày ngày 22 nè, 12, 12, 12. Health. Rồi, tương tự dưới đây nhá. Quay lại ngày 21 nè, 21st. 21st. 22nd. 22nd. 23rd. 23rd. Rồi, 25th. 25th. Rồi, nó gắn vô cái từ này nè, gắn cho tới cái số 29 lại nó quay lại số 30 rồi lại là 31. Rồi, để cho cô số này nè. Ngày 10 nhá, 10th. 10th. Ten, Về nhà ten. phóng cái hình cái chị nãy chị đọc ấy, em nhìn cái phần lưỡi của chị đọc xong chị đưa lưỡi ra. 10th. 10th. Chin À, lại để không cho cô quay lại tí. of the Và đọc xong cô bấm dừng. fourth. Thấy không? Thấy không? Trước một tiếng nè. Được, không kịp. Fourth. Thấy chưa? Thấy phần lưỡi chưa? À, phần lưỡi là của âm thờ đó. Fourth. Fourth. Đây, cái phần lưỡi đưa ra nó là của âm thờ. Cái chỗ đầu lưỡi nè. Em thấy không? Fourth. Fourth. Được chưa? Fourth. Rồi. Đó là tenth. Lại nào giống? Ten. Rồi, số 20 nè, số 20 nhé. Đầu tiên 20 là, đầu tiên em đọc là 20, 20, đúng không? Nhưng mà chỗ Twenty. này số thứ tự nè, nó có chữ tier trong này nữa. 20th. Twenty. Cô cắt âm ra nè, 20th, 20th, đọc cho cô nè, 20th. Twenty. Rồi, cái từ tier nó sẽ nhanh hơn một chút nữa nào. 20th. 20th. Twenty. Thứ 30 nè. Ví dụ có 100 thí sinh thì ngày ngày tháng thì chỉ có 30 ngày, 31 ngày thôi. Còn ví dụ như mà cái vị trí thí sinh về vị trí số 50, 60, 70 nó là số thứ tự. Chỗ này đọc là 30. Thirty. Thêm mấy chữ cái hốt này vô. 30th. Thirty. À, 30th. 30th. Thirty. Rồi, thì cái chỗ này làm sao? Forty. 40th. 40th. Chỗ này. Fifty. Fifth. 50. 50th. 50th. 50. 50th. 50. Rồi, nghe lại chỗ này. Nghe lại nhé. 40th. 40th. Thấy cái chữ này không? What? Đâu, nhưng mà không có tách mà là đọc dính luôn, đọc dính cho nhanh hơn. 40th. 40. 40th. 40. Tears, thờ đó, tears. Tear. Cô đọc chậm từng âm nhé, lát nữa mình nói lại nè. 50th. 50th. 50. 50th. 50. Đọc là 50th. 50th. Cái chữ Fifty. T, em lấy một nửa của chữ T, một nửa của chữ ợt gắn vô nó thành âm luôn. 50th. 50. 50th. 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 Fifty. Rồi, quay lại ngày này đọc sao đây? Ngày nãy mới học đó, ngày này đọc sao? Cái này học không? Bác ngày 30. À, fifth, fiftieth. Ngày tiếp À đâu, theo. quên, quên, thirtieth. 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 30th ha, Saturday, October, the. Rồi hôm trước có dạy qua một lần rồi, đã quên nữa rồi nè. Lại nè. October với số 30. Cách đọc thứ nhất nè. Cách đọc thứ nhất nè. Đọc bình thường, October, nhưng phải đọc thêm chữ the vào. Tại vì sao em biết không? Nó là thứ tự, mà thứ tự thì phải có chữ the. Thứ nhất, thứ nhì, thứ hai, thứ ba, mình hay nói là the first, chứ cô đâu có nói mình là first đâu. Đúng không? The first đâu. October the 30th. Được chưa? Cách thứ hai nè, đọc ngày trước tháng sau, đọc cho cô là the 30th of. Thấy chữ thơ đấy, the of. Wow, October.
Rồi đọc lại nè. Dạ vâng, October the October 30th. the October À, the 30th of October. the 30th. The 30th of October. Thờ, thờ, thờ vọt trâu vào, thờ, thờ vọt trâu vào, thờ, mình không, mình muốn nói thì âm này là âm vào nhé, thờ vọt trâu vào, còn không nói cái chỗ này sẽ là 30th October, bạn nào. The 30th of October. Rồi, ngày này có giống. Cái đấy sẽ đọc là October the one one từ one không cái gì nhỉ đấy one first The one first first dạ không có vâng ốc nha, the first không có ốc, người ta âm nhầm o là chữ k là chữ ốc, ốc 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 nha, ốc á. Đọc lại coi, October, October, October. không có ốc chữ o. Đọc lại từ từ nào, o o o October. o o October, October. October. October the first. October the first. Rồi cách đọc thứ hai là the first of. The first of October. Nói âm first of. First October. The first of October. À. Thực ra cái chữ of nó là âm v, nó là âm v thì chỗ này chữ v nó phải nối với chữ o ấy. Còn mình không đọc được nói âm thì mình đọc rõ cái chữ O, chữ October nó tự ra thôi ha. The first of, nó không có the, nhưng khi đọc phải có đọc chữ the mới đúng. Không đọc chữ the thì sai, viết thì không cần nhưng mà đọc thì phải có. So, when is it nè? October October the second, the second or the second. of October, October. Chỗ này nói sao? Dạ, Mình the second of October, the không không có đập luôn mà là the, chữ the nè October. cộng với chữ of ha, the the Đập. Đập. the second of October again. The second of October. So when is it now? Dạ vâng. October the third. The third of October. The là cái chỗ này. Cái này nó có file nghe, về nhà bật file nghe lên nghe. Chỗ mình có cho đọc từ chứ. Chữ nhẫn. Tập cho con nào. Elevator. 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 Đọc đây trước khi thấy chữ Elevator. ha. Elevator. Elevator. What does it mean? Điều à cái quên cái thang máy. Thang máy. Ok. Lift. 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 Lift vào tờ nha. Lift Lift. vào tờ nào. Lift. Lift. Phờ đó, chữ phờ đó. Lift. 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 Lại coi. Again, Lift. 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 Ok. Push. Push the button. The Push the button. button. Boost the button. À, bình thường mình có từ press the button. Anh đã nói là push the button cũng là nhấn. À, nhấn gì? Nhấn cái nút. À, nhấn cái nút đó. À, push the button. Push the button. Press the button. The button. Đọc lại nào. Pr. Press. À, press per đẩy mạnh cái chữ press ha. Press the button. Press the button. Grocery.
Grocery. Grocery. Grocery. Groceries. Grocery. S. Để ý cho cô có S hay Grocery. không S nha. No. Groceries. 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 What does it mean? Grocery là cái thứ... Cái này là gì? cái này là cái quên mất rồi. Tiếng Việt mình À nói cái cửa hàng. Không phải. à, grocery là cửa hàng, còn còn danh từ thì một là mang nghĩa là cửa hàng, còn nếu nó không phải cửa hàng thì đồ trong cửa hàng thì những cái món này gọi là món gì? Món ở trong cửa hàng là món tập mà em cũng không biết. Không biết luôn. Này gọi là tạp hóa. Em vừa Tạp nói tức thôi. là nhiều nhiều loại, nhiều loại. Một là nó là cửa hàng tạp hóa, tức là nó bán đồ đủ loại ấy. Mình đây nè, có đường, có muối, có đủ thứ luôn để mình đi nấu ấy. Bây giờ em nói là em đi mua đồ về nấu ăn thì em sẽ nói là gì? À, go for groceries là đi mua đồ tạp hóa đó, chứ không phải là đi siêu thị, chứ không phải là đi cái gì ta, mấy cái đồ mà mình để nói Ừ. chung là mấy cái món này nha thì gọi là groceries. Mình hay nói là đi mua đồ ăn đó, mua đồ ăn về đó, bao gồm cả trái cây rồi đồ đóng hộp và đủ thứ đó, gọi là groceries. Đọc lại coi, groceries. Grocery. Groceries. Rồi, especially nè. Especially. 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 Sờ tâm lưỡi lên giống mà. Especially. 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 Rồi, package. 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 What does it Yeah. Đặt cái gói, đóng gói. Yeah. mean? À, gói hoặc là cái kiện. Rồi. Packages. Package. Ok. Packages. Số Package. nhiều. Yeah. Packages. Package. Packages. Package. Wow, breakdown. 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 Okay. Broken down. Broken down. Cột ba đó, broken down. Broken. Down. Broken down. Ừ. Rồi. À, inconvenience. 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 What does it mean? Ồ, cái này em quên mất từ này rồi. Bất tiện. Thuận tiện là khánh. À, convenience. Quên. À, convenience là thuận tiện. Mà cái chữ CE là danh từ. Tính từ là nó là gì? Tính từ là inconvenience. Đọc từ này coi. Inconvenient. Âm đuôi, âm đuôi. Thật Ờ, đọc lại mà. inconvenient. Inconvenience. Tiếp nè. Đọc đây. Convenient. Trời, âm đuôi đó. Thật, ê, em có đọc không? Convenient. Ừ, giờ mới nghe đọc cho rõ nên đọc cho lố lăng. Đọc không nghe được. Đọc không nghe được máy nó thu không rô. Nó không vô. Restraint. Restraint. Frustrated. À, frustrated. 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 À, frustrating. 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 Giờ em nói cho cô cái câu là tôi bực bội nó sao? À, I'm Anh nhỉ? angry. Không, hai câu này dùng từ nào? Tôi bực bội là À, I'm Frustrated. frustrated. Nhớ nè, tôi nè, tôi bực bội trong người đó. Cái cảm xúc này là tôi bị bực bội á. Được chưa? Tính từ gốc ED. Được chưa? Cô Vâng. ơi,
Cô ơi Linh á, em gọi điện 10 lần không bắt máy, nhắn tin 100 lần không bắt máy. Bạn Linh làm cho em bực bội. Linh nào. Linh Hai từ. Linh làm cho em bực bội. làm cho em đó. Em tưởng là dùng từ mic nhỉ, Không không, dùng cho cô hai tính từ. Không biết hai người ta. tính Tính từ nào? từ, tính từ có thêm đuôi Đọc đi, đọc đi. in Frustrate. frustrating À, MS nè. frustrating Frustrating. Frustrating. Lúc này frustrating là Linh is tính từ thêm in lại vì sao? Tin làm cho người ta bực bội. Đúng không? Linh là người, Minh là Linh là nguyên nhân. Được chưa? Nguyên nhân gây ra cái cảm giác đó. Còn em là người vậy? Em là cái gì nhân? Em là nạn nhân. Được chưa? Em là người bị Linh tạo ra cái cảm giác đó. Được chưa? Gọi là em bị tác động. Hiểu ý con không? Vâng. Rồi, tiếp nè. Bây giờ cô có từ interested. Interested. Hồi trước có dạy rồi đó, nhưng mà quên, lâu rồi không ôn là quên nữa là và interesting, hai đứa này đều là tính từ. Giờ em nói cho cô là tôi bị thu hút nha. Tôi bị thu hút bởi chương trình hài. Chương trình đó, program, rồi nói sao? I am Tôi bị thu hút á. interested in chương trình đó nè. That Chương trình program. program. Rồi em nói cái chương trình đó nó thu hút tôi nè. Dạ vâng. That's the program interesting. Interesting. Hay mình dịch là từ thú vị, còn ở trên mình dịch là Tôi tôi thích, bị cái tôi thích, tức là tôi bị hấp dẫn á, tôi bị hấp dẫn bởi cái chương trình đó, được chưa? Còn mình dịch là tôi quan tâm, tôi yêu thích hay là tôi thích thú, là vẫn là nó. Như tại sao nãy cô gọi em là tôi bị thu hút, để cho em hiểu được là dùng cái đi ha. Rồi tiếp nha, thêm một cái nữa nè. À, ví dụ như cái iPad nhé, là cái tablet Pro Max đi đó, và một cái nữa là cậu bé 10 tuổi, 10 year old boy. Rồi dùng cho cô là excited, và một cái là exciting. Rồi miêu tả coi. Tablet Pro Max với lại Rồi size. thêm year old Dạ vâng. boy. The Có hai tính từ, teen tính từ nào dùng cho đứa nào? Exciting là là thú vị. exciting là thú vị. Thế còn excited là Là cái vị mình gây ra thú vị. còn bị gây ra thú vị. Rồi rồi trả lời đi, cái này là gì? Exciting. Exciting. Còn cậu bé thì Còn cậu bé là excited. excited. Nếu mình nói gì cho dễ hiểu, cái chỗ này sẽ dịch là gì? Háo hức. Háo hức. Tại sao cô không dịch cho em trước? Dịch trước rồi đi thi gặp từ đó, không ai dịch thì phải làm sao? Đúng không? Mình nói là cái iPad thì thú vị lắm. À, cậu bé này thì háo hức. Háo hức khi mà có cái iPad đó. Được chưa? Thế bây giờ là em hay thường xem phim của ông nào? Có hay xem phim không? Dạ có Có xem phim hài không? Rồi, phim hài của ông nào đây? Xuân Bắc. À, Xuân Bắc, ok. Rồi, ông Xuân Bắc với lại Dũng nè. Dũng là người xem, còn Xuân Bắc là người diễn đó.
Thế dùng cho cô exciting vậy sai dịch coi. Ông Xuân Bắc là ông exciting hay là excited? Còn em thì kiểu gì? Có nghĩa là Xuân Bắc exciting. Ừ, tại vì ổng diễn cho em xem, ổng tạo ra cảm giác đó. Còn em thì sao? Còn em là excited. À, excited. Excited. Rồi, tiếp nhé. In the meantime. In the meantime. Dũng ơi. Dạ, đúng In đúng. the meantime. Vâng, in Đọc the meantime. từ mean, Mean, mean. in À, the meantime. in the In the meantime. meantime. Entrance. 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 Passenger. Passenger. Xin xin xin. Passenger. Passenger. À, passenger. Passenger. À, tiếp nào. Delivery person. Delivery person. Delivery person. Delivery person. Suggest. Suggest. Chờ nhé. Suggest. 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 Anh Suggest. chờ nó thấy không? Suggest. 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 Guess. Suggest. Suggest. Không, âm chờ mà. Chờ. Suggest. 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 Nghe được chữ chest không? Không nghe được chữ sờ vậy giống. Suggest. Suggest. Lại nào. Suggest. Bị mất chữ rồi. Suggest. Suggest. Lại nào. Suggest. Fortunately. Your Fortunate. turn now, please. Fortunate. Fortunately. Lucky. Rất gì? Lucky, unfortunate. Unfortunate. Important. Unlucky. Unlucky. Fortunately. Fortunately. Lucky. Lucky. Lucky Lucky. vậy. Lucky. Luckily, ok. Unfortunately. Unfortunate. Unfortunately. Unfortunately. Anh Unfortunately. bằng nghĩa với anh Anh lắc anh đi. gì anh lắc gì Anh lắc đi. đọc lại để đây coi anh luckily cái chữ kia Anh đâu lắc đi. anh luckily Unluckily. unluckily Unluckily. unluckily tiếp nè đọc chữ này coi trước giờ chưa đọc được âm này luôn nè address Address. dress rồi cô dạy xong cái âm Address. này cô dạy xong âm này là về luyện âm này nha luyện âm này xong nghỉ nè đọc cho cô nè đọc từ từ thôi nhé d d d Address. đọc theo cô từng bước nhé không đọc cho cô từng bước đi d d d à âm này là cái lưỡi nè à cái này là cái ngạc trên nhá lưỡi đá lên cho cô ngạc trên cái đầu lưỡi đây chỉ lên trên đây để chỗ đó đọc cho cô nè Được, d d d đọc cho cái âm nó hơi bị nặng chút nha d d d bật đi giống ai lẹ rồi Address. rồi để cái lưỡi lên vị trí đó giữ nguyên cho cô nè giữ nguyên nhá rồi bật ra nè lại đây Address. chưa chưa có bảo đọc âm đó Vâng. để cái lưỡi lên Address. không phải cô bảo đọc từng âm thôi đọc cho cô chữ đờ trước nè Được. bây giờ bật hơi ra thôi không chữ đờ nữa bây giờ bật hơi ra thôi rồi tiếp nha bật hơi ra nhưng bật chữ r nè dr bật chữ đờ R nhưng đọc chữ r nè dr R R bật mạnh xuống chỗ đây nè R dr R R dr R dr
Em có nghe were. cái chữ cái giọng cô nó bị nặng cái âm này không? Dr. Dr. Bruh. À, nếu cô đọc Wow. address á, address là nó là âm red thôi chứ nó không có chữ d trong đó. À, dr dr Wow. dr dr Address. dress. Address. Yeah. Thấy cái nó có chữ dr trong đó không? Nó không phải là dr luôn mà nó là dr 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 address. Oh, Address. 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 Nè, nếu mà đọc Address. address á thì nó là address là âm này, con này là a dress, a dress, 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 dress. Ha, về nhà luyện cho cô chữ này, mai cô gọi lên đọc đọc sao cho nó ra âm dr nhé. Ví dụ như là drunk, drink, drunk, drive, dr, 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 Right. ha, drive. Drive, d d Right. dr, d d dr, Right. d d dr. Right. Giữ cái lưỡi ở trên nhá, giữ cái lưỡi ở phía Right. trên cho nó cong lên. Bây giờ cô đọc thế này. Em xin nhìn cái miệng ẩm. Address. Address là nhóm âm 2 đó. Address. Ở nhóm 1 đó. Nãy cô đang đọc là âm Address. 2. Đó. Address. Thế em thấy cái đầu lưỡi của ổng không? Cái đầu lưỡi của ổng đó. Đưa lên. Address. Oh, right. À. Rồi liền cho cô âm này. Mai cô gọi lên đọc. Dr nhé. Dr. 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 Khi mà cái vị trí của lưỡi nè, khi lưỡi bắt đầu đưa lên thì âm sẽ là âm dr, nhưng mà lưỡi bắt đầu nhả xuống thì vừa dr mà còn r nữa. Dr. Dạ. Dr. Dạ. Dr. 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 Là âm gì đó. Dress, dress, drum, drink, drunk, drive. Right. Rồi. Nè, lát cô gửi ba đoạn. Cô gửi ba đoạn cộng với ba cái video ở ba cái audio về nhà nghe đọc trước buổi ngày mai, gửi cho cô ba đoạn này nhé, Vâng. được chưa? Rồi, ok, Vâng. mai cô dạy kiến thức luôn rồi, nghỉ ra dũng mày. Vâng.